với cách kết nối qua cáp với từ điện thoại với máy chiếu thì chúng ta chỉ cần đúng một cái cáp sạc như mình đang cầm đây. Đấy là một cái cáp sạc của iPhone có chức năng truyền dữ liệu chứ không phải là cáp chỉ sạc không nhé. Đấy, cáp sạc có chức năng truyền dữ liệu thì chúng ta sẽ làm rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cắm cái đầu USB này vào cái cổng USB bên trái có ghi là USB gạch ngang chữ T ấy. Thì chúng ta cắm cổng này. Đấy, còn cái đầu dây còn lại thì chúng ta sẽ cắm một cái điện thoại. Đây, mình cắm một cái iPhone của mình. Ok, đấy, một bước thôi. Các bạn sẽ chờ một chút, nó sẽ hiện lên chữ tin cậy và không tin cậy. Chúng ta ấn một tin cậy. Sau đó chúng ta nhập cái mật khẩu của điện thoại chúng ta vào. Sau đây chúng ta lại vuốt. À đâu, không cần vuốt. Đây, nó sẽ hiện lên trên máy chiếu rồi. Đấy. Với cái cách kết nối qua cáp này thì cái sự ổn định của nó cũng như là cái tốc độ truyền dữ liệu nó sẽ cao hơn so với các bạn kết nối không dây nhé. Đấy, cáp thì bao giờ cũng ổn định hơn. Đấy, và chúng ta sẽ dùng cái mạng nó sẽ khỏe hơn. Đây, ví dụ như cáp đây mình vào phát. Đây. Và mình sẽ bật video luôn. Đấy, nó chạy rất là nhanh. Đây, mình sẽ bật video cho các bạn xem. Đấy, cực nhanh luôn ạ. Âm thanh thì chúng ta sẽ chỉnh ở trên máy chiếu. Đấy, quảng cáo hơi nhiều. Đấy, ok. Và chúng ta đã kết nối thành công. Đấy, như các bạn đã thấy. Đấy, dùng cáp nó cực kỳ ổn định luôn. Ở đây là chất lượng của các bạn phải để chất mục chất lượng nhé. Đây là đang để chắc là tầm 360. Chúng ta để đến Full HD. Đấy, xem nó sẽ nét và rõ hơn rất nhiều. Ok chưa ạ?